Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến. Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông. Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công. Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, ngày hôm nay là 20 tháng 11. Chúng tôi đang có mặt tại trụ sở của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để tham dự cái buổi giao lưu tọa đàm với cái chủ đề là Kiều bào với biển đảo Việt Nam, được tổ chức tại Hà Nội. Một cái niềm vui vinh dự cho tôi là được tham gia trong thành phần diễn giả để kể lại những kỷ niệm, những ấn tượng của mình ở những cái chuyến đi Trường Sa. Từ năm 2012, 2014, 15 và 18, có thể nói đây là một cái dịp để chúng tôi có cơ hội để mà ôn lại, nghĩ lại những cái chuyến đi có thể nói là ấn tượng mãi trong cuộc đời mình. Và chắc rằng hôm nay chúng tôi cũng sẽ được gặp một số những người thân, người quen trong những chuyến đi. Và tôi cũng rất là háo hức được ghi nhận lại những cái hình ảnh mà trong cái ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào tại Hà Nội. Như chúng ta cũng biết là dịch Covid nó đã cản trở những cái hoạt động của rất nhiều người, trong đó có những chuyến đi ra Trường Sa dành riêng cho kiều bào hàng năm. Và có thể nói rằng cái buổi giao lưu tọa đàm này cũng đã được cố gắng thực hiện để cho nhiều vị khách của chúng ta ở nước ngoài không về được, cho nên là vừa trực tuyến mà lại vừa giao lưu ở tại Hà Nội. Tôi là may mắn được sống và làm việc ở Việt Nam, cho nên là mình cũng đã được đến đây. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy theo chân Trường Nguyễn để có thể thấy được những cái hoạt động trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Tôi là coi như đi gần như đi dốc vào các đảo rồi. Anh là ở bên đóng tại đảo Trường Sa Đông hay Trường Sa Đông? Cháu ở Trường Sa Đông. Trường Sa Đông ngay. Nhưng mà ở từ năm 2006, 2016, 2017. 2018 thì về. Năm rưỡi rồi. Đến với buổi giao lưu tọa đàm buổi chiều hôm nay, bên ngoài thì bên phía ban tổ chức đang tiếp đón các đoàn khách và đại biểu
Trong phòng truyền thống thì tôi xin mạn phép để mà trao đổi riêng với lại khán giả của mình. Tôi đến buổi chiều ngày hôm nay, ngoài cái câu chuyện mình đã chuẩn bị sẵn để mà mình trao đổi chia sẻ, thì tôi cũng mang đến ba cái bìa báo của Việt Weekly vào cái chuyến đi đầu tiên năm 2012. Ba số báo liên tiếp khi chúng tôi thực hiện ở chuyến đi Trường Sa về và đã được đăng ở trên tuần báo Việt Weekly vào cái thời điểm đó. Và đồng thời một cái cuốn sách sau đó năm 2015 tôi đã tổng hợp những bài viết, những ký sự hình ảnh và là chủ biên cho cái tập sách gọi là Ký sự Trường Sa, Hoàng Sa và được nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành. Thưa quý vị, ở đây thì tôi muốn cho quý vị được xem những cái bìa báo mà tôi đã thực hiện trong cái thời gian đi ra Trường Sa. Đây là cái bìa báo số cái volume thứ 12, số 20 vào tháng 5, từ ngày tháng 5 cho từ ngày 10 cho tới tháng 5 ngày 16 2012. Đây là một cái ấn bản đặc biệt, tôi được chụp chung với lại một anh chiến sĩ ở đảo Trường Sa. Và anh sau khi mà anh làm cái nhiệm vụ đưa cái đảo, đưa những cái đại biểu của mình đi vào trong cái khu vực tàu neo đậu á, thì tôi đã đứng ngay bên anh và được chụp cái bức hình, do đó là cái hình ảnh mà anh đang cầm cái lá cờ hiệu. Và ở đây thì tôi muốn nói thêm đó, và trong cái số báo này nó có là tôi mời gọi quý vị coi như là khán giả của Việt Quốc Ly vào cái thời điểm đó đến xem một cái cuộc triển lãm mini độc nhất vô nhị là Trường Sa trong mắt chúng tôi. Chúng tôi đây là những nhà báo ở hải ngoại về để ghi nhận sự kiện. Và thưa quý vị, 200 bức ảnh nhỏ được trưng bày một cái thời gian khá dài ở ngay tòa soạn Việt Weekly. Và đây là một cái câu chuyện nổ ra hết sức là mạnh mẽ về mặt thông tin dành cho kiều bào của chúng ta ở cộng đồng ở Mỹ. Một cái địa phương mà nơi chúng tôi sống là đầy dẫy những cái sự cực đoan. Người ta nói về vấn đề biển đảo thì nói phải hàng giờ mới có thể ghi nhận hết. Và một cái bìa báo khác là, thưa quý vị xem, phóng viên Việt Weekly có mặt tại chỗ để ghi nhận về những cột mốc chủ quyền biển đảo Việt Nam. Và đây thì có bức hình tôi đã chụp anh Hứa Trung Quân, chú Hứa Trung Quân là một phóng viên ảnh của Việt Weekly đứng bên những cái cột mốc của biển đảo, tôi và chú, hai bức hình đấy. Và đây cũng là một số báo rất là đặc biệt, thưa quý vị. Và đây là đoàn công tác số 6. Cũng được ghi nhận. Đây là toàn bộ những kiều bào của chúng ta đã đứng ở chụp một bức ảnh lưu niệm ở bên chùa Trường Sa. Và bức ảnh tôi chính tay tôi là chụp, cho nên là tôi không có trong cái bức ảnh này. Và toàn bộ kiều bào của chúng ta rất là vinh dự ghi nhận cái dấu mốc tôn giáo ở bên biển đảo. Và trong đây cũng có rất nhiều những cái câu chuyện. Nói tóm lại là ba cái số báo này là tràn ngập hình ảnh, bài vở liên quan đến Trường Sa trong cái chuyến đi đó. Và ba cái bức ảnh này cũng ba cái bìa báo này luôn luôn theo tôi trong suốt những năm tháng tôi đi qua và đặc biệt là sống ở Việt Nam. Và ba bức ảnh này được treo trang trọng ở trong cái nơi tôi làm việc ở Việt Nam, bất cứ nơi nào tôi đi qua đều có những cái hình ảnh này. Và trên tay tôi như quý vị thấy là một cái miếng san hô nhỏ và tôi đã nhặt được ở Trường Sa Đông vào ngày 23 tháng 4 2014. Và thưa quý vị, và đây là cái viên sỏi này, nó làm cho tôi bồi hồi xúc động. Bởi vì đây là một trong những cái kỷ vật mà cũng thật sự là đáng trân quý trong cái đời người làm phóng viên. Và có thể nói rằng những cái kỷ vật này nó, tôi còn có những cái huy hiệu Trường Sa rồi kỷ niệm chương thì tôi vẫn còn để ở bên Mỹ và lưu giữ ở trong cái kỷ niệm, trong cái bộ sưu tập của tôi trong cái thời gian làm báo. Cho nên là hôm nay rất tiếc là không có được đeo cái huy hiệu và cái kỷ niệm chương đó. Đối với những người mà đi ra Trường Sa lần đầu thì được xem như là một huy hiệu, có được tặng một cái huy hiệu gọi là huy hiệu chiến sĩ Trường Sa, tức là mình hóa thân thành một người chiến sĩ. Tại vì như đã nói là những chuyến đi ra Trường Sa đều là những cái chuyến gọi là những chuyến công tác và phục vụ trong cái công việc là tuyên truyền về biển đảo. Và tôi là sau hai chuyến thì được cái kỷ niệm chương, thì tôi là được vinh dự được đi bốn chuyến. Và hôm nay có thể nói là lát nữa đây
trong cái buổi tọa đàm thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội được nghe chia sẻ, không riêng gì cá nhân Trường Nguyễn mà có nhiều đại biểu ở xa để mà nói cái tâm tình của mình với cái câu chuyện của biển đảo mà có thể nói là bây giờ cũng đang rất được quan tâm, rất nóng bỏng. Và tôi cũng rất là vui và hôm nay chúng tôi sẽ có mặt ở đây ghi nhận những cái sự kiện này để cho quý vị được biết nó cuộc sống của chúng ta có những cái giây phút mà có thể nói là lắng đọng và đáng nhớ nhất. Thì những chuyến đi ra Trường Sa đối với tôi thì không có cái giá nào có thể mà làm cho thay đổi được cái tâm tình của mình dành cho biển đảo quê hương đất nước. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa, luôn mong ngày